Lạy Đấng Tam Giới Tôn ơi, quy mang mười phương phân, con nay phát nguyện đồng ấy tổ trì kinh Địa Tạng. Trên đền vốn ơn nặng, dưới cư có tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe đều phán Bồ Đề Tâm. Hên một báo thân này sanh qua cõi cưng là ngay, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ấy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện thần thông trên cung trời, đạo lợi phẩm thứ nhân phần hiện thần thông, khoan nghe như thế này. Một lần ở tại cung trời, đạo lợi đứng phần về thánh mẫu mà thuyết pháp luôn đó, bằng cả thuyền bằng cả thuyết tăng cả chư phật và đại bồ tát. Trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hồi hộp rồi đồng khen ơi rằng, đừng phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời an ngũ trường mà hiền sơn ngoại lớn đi huệ thần con chẳng thể nghĩ bàn, để điều phục chúng sanh căn cường, làm cho chúng nó rõ phàm khổ pháp vui thiên sống chư phần đều sai thế gia kính cam đường thế tôn. Bây giờ đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vận mây sáng rỡ lớn, như là vận mây sáng rỡ đầy luôn vườn mây sáng rỡ đại từ bi, vườn mây sáng rỡ đại trí huệ, vườn mây sáng rỡ đại bát nhã, vườn mây sáng rỡ đại tam muội, vườn mây sáng rỡ đại kiết tường, vườn mây sáng rỡ đại phương đứng, vườn mây sáng rỡ đại công đức, vườn mây sáng rỡ đại quỷ, vườn mây sáng rỡ đại tăng thân. Nhờ và phóng ra bằng cả phía vườn mây sáng rỡ như thế, rồi lại phóng ra các thứ tiếng vị diệu, như là tiếng Bồ Thí Đồ, tiếng Trì Giới Đồ, tiếng Nhân Dùng Đồ, tiếng Thanh Tân Đồ, tiếng Thiên Đình Đồ, tiếng Bát Nhã Đồ, tiếng Từ Bi, tiếng Hỷ Xa, tiếng Giải Thoát, tiếng Vô Lậu, tiếng Trì Huệ, tiếng Sư Tử Hồng, tiếng Đại Sư Tử Hống, tiếng Mây Sầm, tiếng Mây Sầm lớn trời đồng hồi họ kỳ đường phật phá ra bấn cả thuyền bấn cả tuyệt tiếng vi diệu như thế, song thời có vô lượng ứng hàng trời rộng quý tận ở trong cõi ta bàn. Và coi nữa phương ca cũng đến hồi hộp nơi cung trời, đao lời như là trời tứ thiên vương trời, đao lời trời tu diệm ma trời đấu xuân đàm, trời hoa lạng trời tha hóa trời thứ tài trời phàm chúng trời phàm phu trời đại phàm trời tiểu quang trời vô lượng quang trời quang âm trời thiếu tình trời vô lượng tinh trời biến tinh trời phước sanh trời phương hai trời quán qua trời nghiêm sức trời vô lượng nghiêm sức trời nghiêm sức quá tiền trời vô tướng trời vô phiền trời vô nhiệt trời thiên kiến trời thiền nghiêm trời sáng cứu cánh trời mà hệ thú la cho đến trời vi tưởng vi vi tưởng thương
thần cả thiên chúng long chúng công ca chúng quỳ thần đều đến hồi hôm lai có những vị thần cõi ta bà cùng cõi nữa phương khác như thần biển thần sông thần rạch thần cây thần núi thần đất thần sông trầm thần lúa mà thần chú ngày thần chú đêm thần hư không thần trên trời thần chú ăn uống thần cây có cán vị thần như thế đều đến hồi hôm lại có những đại quý vương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương kháng như án mục quý vương đàm huyệt quý vương đàm tinh quý vương đàm thai loan quý vương hành bình quý vương nhiễm đồng quý vương tự tâm quý vương phương lời quý vương đại ai kính quý vương can quý vương như thế đều đến hồi hòm đường qua phá khởi bây giờ đứng thinh ca bảo ni phật bao ngày văn thù sư lợi pháp vương tứ đại bồ tát rằng ông xem coi tất cả chư phật bồ tát và trời đồng quý thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác ở trong vấn đồ này cùng vấn đồ khác này đều đến hồi hôm tại cung trời đào lời như thế ông có biết số bao nhiêu chăng ngài bạn cơ sơ lại bàn phần rằng bạn đơ thế tôn nếu dùng thần lực của con để tinh đếm trong nghìn kim cũng không biến số bao nhiêu đứng phần bao ngài văn tù sư lại rằng đến ta dùng phận nhãn xem hay còn không đem xét số thánh phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kim lâu xa đến nay hoàng đã độ đương độ chưa độ hoàng đã thành tựu đương thành tựu chưa thành tựu ngài văn thù sư lại bạch đứng phận rằng từ thuở lâu xa về chưa con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngài nghe lời đấng phật nói đó thời tin nhận liền còn hàng thiêu quá thanh văn trời rộng tam bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau giàu nghe lời thanh thân của Như Lai nhưng chẳng là sanh lòng nghi ngờ giàu cho có lại vân đi nữa cũng chưa thôi hủy ban cuối mong được thế tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát ngài tu hành gì làm nguyện gì mà thành tựu đưa sư không thể nghĩ bàn như thế đưa phật bao ngài văn thù sư lời rằng ví như bao nhiêu cây có lùm rừng lúa mè tre lau đá núi bụi bằng trong cõi tam thiên đại thiên cứ một phần làm một trong hằng rồi cứ so cá trong môi sông hằng một hà cán làm mò cõi nước rồi trong mò cõi nước cứ một hàng bụi nhóm làm một kiếp rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong mồ kim đều đem làm kim cá từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng qua vị thâm Địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dù ở trên huống là những quá ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc thánh văn và đến chi phần này văn thù sư lợi oai thân thể nguyện của Bồ Tát đó không thể nghi bàn đến đường về đời sau nếu có trang thiên nam người thiên nữ nào nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát hoàng thiên người hoàng chim ngưỡng vái lại hoàng thân danh hiệu hoàng cung dường nhận đến vẻ cảnh đắm sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thời người
đa thế đường mộ trăm lần sanh lên cõi trời đau lời vĩnh viễn chẳng còn bị xa đọa vào chốn án đào. Trường gia thứ ba nguyện này bằng vô sư lời trái quả bằng khả khuyến bằng khả thuê kiếm lâu xa về trước tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Lam Mồn vì trường gia thứ. Lúc đó trong đời có đứa phá hiệu là sư tử phấn tân cụ tung vàng hạnh như lai trường gia tư thấy đứng phân tương mà con đem nghìn phước trang nghiêm mới bạch hỏi đứng Phật tu hành nguyện gì. Mà đang có đem như thế khi hãy đến sư tử phân tân cụ tung vạn hành như lai bao trướng gia tư rằng mua chứng đưa thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua. Trong một thời gian lâu xa độ quá ta ca chúng sinh bị khổn khổ này văn thù sư lời trường gia tứ nghe xong liền phát nguyện rằng từ nay đến tổ số chẳng thể cười thiên ở đời sau. Tôi vì nhân chúng sanh tôi khổ trong sao đường mà giảng bài nhiều phương tiện làm cho chúng đó đường giải thoát hết cả rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo bởi ở trường đức Phật. Sư tử phấn thân cô tung vạn hành như lai ngài lâm liền rồng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ư vô số vấn khả thuyết kiếm mà ngài vẫn còn làm vị bồ tát. Bà là một nữ cơ mẹ lại thua bắn khá tư nghi vô số kim về trướng lông đó có đứa phần hiệu là giác hoa đinh từ tại vườn như nay đứng phần ấy thọ đến 400.000 muôn ứng vô số kim. Trong thời tướng Pháp có một người con gái dòng ba la môn người này nhiều đời chưa phước sâu dày mọi người đều kinh nể khi đi đứng lúng nằm ngồi chư thiên thường theo hồ bề. Bà mẹ của người cương mê tính tà đạo thường kinh khi ngôi tam bảo thoái mặn dầu thân nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiên. Nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn chẳng bao lâu bà ấy trên thần hồn xa đọa vào vô gian địa ngục lúc đó thân nữ biến rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quá liều chắc phải theo nghiệp quay mà sanh vào đường ăn. Thành nữ bèn bán nhà đắng sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng rồi đem cúng dường tại các chùa tham thờ đưa Phật gia hoa định từ tài vương trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của đấng pha giáng hoa đình từ tại vương đắp vẽ hoài dung đủ cánh tôn nghiêm thánh nữ chim bái tường của đức phật lại càng sanh lòng kinh ngưỡng từ nghĩ thầm rằng đừng phần là đấng đại giác đủ tấn ca trí huệ nếu đứa phân còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi quốc tôi đến bành hoi phận chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Nghe đến đó thánh ngữ buồn tôi rơi lệ chăm nhìn tượng như lai mà lòng quyến luyến mãi bóng nghe trên hư không có tiếng báo rằng thánh nữ đường khóc kia thôi đừng có bi ai qua lắm nay ta sẽ bao cho người biên. Chỗ của mẹ người thanh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vai rằng đứng thần nào đó mà giải vơ lòng sầu lo của tôi như thế từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm.
Con biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sanh vào chốn nào, trên hư không lại có tiếng bao thánh nữ rằng ta là Đức Phật Hóa Thứ Gia Hòa Định Tự Tại Vương Như Lai. Mà người đứng chiêm bái đó thấy người thường trót nhớ mẹ trói hơn thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ bao thánh nữ nghe nói xong liền té xìu xuống tay chân mình mấy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đã dậy mộng lan sao thanh nữ mới tỉnh lại, rồi bành cùng trên hư không rằng cuối tình đứng ở phần so thương báo ngay cho rõ chỗ thám sanh của mẹ con. Này thần tâm của con sanh trên mẫn đơ gia hoa định tự tại vương Như Lai, bao thánh nữ rằng cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thân nghi tướng danh hiệu của ta. Thời người sẽ biến cho ta sanh của mẹ ngươi lễ phần sống thanh nữ liền trở về nhà, vì thương nhớ mẹ nên thanh nữ ngồi ngay thắng niềm danh hiệu. Vua Giảng Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm bỗng thấy thân mình đến môn bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sùng có rất nhiều thu dữ thân thế toàn bằng xăng. Bài nhảy bên mặn biển chạy ra bên này xua đuổi bên kia, thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thuở chìm thoảng nổi ở trong biển bị cắn thu dữ dành nhau ăn thịt. Lại thầy quý giá có hình thù đều là lùng hoàng, nhiều tay nhiều mắng nhiều chân nhiều đầu răng nanh chia ra ngoài miệng bén nhọn giường gươm lùa, những người tôi gần thu dữ rồi quỷ lại chấp bắn người tội. Thùm quanh đau chân người tội lại hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu, khi ấy thanh nữ nhờ nương chứng niệm quan nên tự nhiên không kinh sợ có mồn, vì quý vương tên là Vô Đồng. Đến cuối đầu nghìn tiếng hỏi thánh nữ rằng ngài Thái Bồ Tát ngài có duyên thứ gì đến chốn này, thánh nữ hỏi quý vương rằng đây là chốn nào. Quý vương Võ Đông đáp rằng đây là Cần Biên Thứ Nhân ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Võ Đông đáp rằng thiệt có địa ngục. Thanh nữ ơi rằng ấy thôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô Đồng đáp rằng nếu không phải sớm hoài thần cần phải do nghiệp lẫn ngoài, hai điều này ra không bao giờ có thể đến đó được. Thanh nữ lại hỏi duyên cớ vì sao mà trước trong điện này trôi sùng sùng như thế, và có những người tôi cùng với các cô dự Vô Đồng đáp rằng những người tôi trong biến này là những kẻ tao ăn ở cõi diêm phù đề mới chết trong khoảng 49 ngày, không người kể từ để làm công đức hầu cứu với cô nàng cho lúc xong kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả, vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tao mà cảm lấy bao khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cánh biển này mới muốn gió thuận về phía đông lại có một cái biển, những sự thông khổ trong biển đó sắm bồi hơn biển này, phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thông khổ trong đó càng trội hơn, đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cám với ra.
đồng gọi là biển nghiệm chính là ba cái biển này. Bài thánh Như Lai hỏi quý vương Vô Đông rằng địa ngục ở đâu? Vô Đông đáp rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bờ kê đó có 500 chỗ đủ không lường. Sự cô sở bừng kế nửa có đến 1000 cũng đầy không lường. Sự thông không thành Như Lai hỏi đại quý vương rằng thân màu của tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quý vương hỏi thánh nữ rằng thân màu của Bồ Tát khi còn sống quyền làm những nghiêm gì? Thanh nữ đám rằng thân máu của tôi mê tín tà đạo, kinh chê ngôi tam bảo hoàng có lúng tam thời, tình tranh thoáng sông rồi chẳng kính dầu quốc không bao lâu mà chưa rõ đó làng vào đâu. Vô Đông hỏi rằng thần mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn, thân phụ tôi là Thi La Thiền Kiên, thân mẫu tôi hiểu là duyên. Để lời Vô Đạo chấp tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu, qua lắm nữa tội nữ duyên. Để lời đưa sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi, nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phương lành cung dường chùa thăm. Thờ đứng giá hoa đình từ tài vương Như Lai, chẳng phải chi riêng thân màu của Bồ Tát đang thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đành tháng trăm cam. Nói xong quý vương chấm tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bây giờ thánh nữ dường chim bao chân tinh rõ biết việc đó rồi, bèn đội trưa pháp tương của Đức Giang Hoa Đình từ tại vương Như Lai mà phán tề nguyện rộng lớn rằng: tôi nguyện từ nay nhận đến đời vì là những chúng sanh mang phải tội khổ thì tôi lầm ra nhiều phương chưa làm cho chúng đó đường giải thoát. Đức Phật báo ngài văn tù sư lời rằng: quý vương Vô Đồng chứng đó nay xin ông tài thú Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát, vậy kính Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện. Phần thần tập hồi phẩm thứ hai hóa thân cùng viên thừa lùng đó, phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ứng bấn cả tư bấn cả nghìn. Bấn khả lượng bấn khả thuyết vô lượng vô số thế giới đều đến hồi hòm tại cung trời đạo lợi do nhờ thần lực của Như Lai. Phần thân đó hiện với những chúng đã được giải thoát ra khỏi cho nghiệm đạo ở 10 phương cũng đều đông đến số nghìn muôn ơn na do tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Nhân chúng cùng đến với phần thân đó thầy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giao hoan làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh gia trong không còn thôi chuyện. Nhưng chúng sinh đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lặng trong vòng sanh tử trong sâu đường chiều những điều khổ sớm. Không có lúc nào tạm ngừng nhớ nhớ lòng từ bi lớn và thế nguyên sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên ta cả đều chứng được nào quá đại chúng đó khi đã đến cung ở trời đạo lời.
lòng họ vui mừng hơn chim ngưỡng đứng Như Lai, mắt nhìn mãi không rời đứng Như Lai, an ủi quỷ tháng bây giờ để tôn giờ tay sáng vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát. Trong trăm nghìn muôn ức bơ khả tư bân khả nghị bân khả lương bơ khả thuyết vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời an ngũ trượt và hòa nhưng chúng sanh càng cường như thế làm cho lòng chúng nó đều phụng bó tà về chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh ác muôn đồ, chúng đó ta cùng phân nghìn trăm ức thân làm ra nhiều phương chứa trong chúng sanh đó, hoặc có người căn tánh sáng lèn. Nghe pháp của ta thời liền tinh nhận hoàn, có người phải ân cần khuyên ba mới thành tựu được thiện quả, hoàn có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tinh ngưỡng mộ. Ta vâng ra nhiều thần độ thoa, những hàng chúng sanh mỗi mỗi sai càng như thề, hoàng hiện ra thân trai, hoàng hiện ra thân gái, hoàng hiện ra thân trời rồng, hoàng hiện ra thân quế thần, hoàng hiện ra rừng núi sông ngòi ao rành suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi đồ họ đường giải thoát. Hoàng hiện ra thân thiện đế, hoàng hiện ra thân trời phạm vương, hoàng hiện ra thân vua chuyến luân, hoàng hiện ra thân quốc vương, hoàng hiện ra thân cư sĩ, hoàng hiện ra thân tế phụ, hoàng hiện ra thân các hàng quan của, hoàng hiện ra thân tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di. Nhân đến hiện ra những thân thanh văn là án binh chi phần và Bồ Tát để hoa đồ chúng sanh, chứ chẳng phải chỉ có thân và hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng ông xem ta đã trải qua bao cho kiếm nhọc nhằn đo thoáng, nhưng chúng sanh càng cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệp thọ báo. Nếu khi chúng đó có bị đọa vào đường dư chiều nhiều sự thông có thời, ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đau lời ân cần phó chúng đây mà gắn đô chúng sinh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đền lượng phận di lặng ra đời đều đang giải thoát khỏi hẳn căn điều khổ gầm phờ. Đưa đưa phần thọ ký bây giờ những hoa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiểm chung lại một hình. Trời lễ thương cảm mà bành cung đứng phân rằng, từ số kiếm lâu xa đến nay con nhờ Đức Thế Tôn tìm đồ dẫn diệu, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn đầy đủ trí huệ rộng lớn. Còn quân hiện thân hình ra có cùng khắp trăm nghìn muôn ứng hằng hà sa thế giới, trong mỗi thế giới hoa hiện trăm nghìn muôn ứng thần, mỗi thân đó hoa độ trăm nghìn muôn ứng người, làm cho quy kính ngồi tạm bảo coi hắn vòng sanh tướng vui niên bàn. Nhưng chúng sanh nào ở nơi vận pha chi làm việc lành bằng mồ sợi lông, mồ giọt nước môn hạ cán môn bụi nhỏ, hoàng chi bằng chừng mấy lòng tông con đều đo thoáng lần lần, làm cho chúng đó đường lời ít lần. Cùi mòn đơn Như Lai trở về những chúng sanh a nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Cùi mòn đơn Như Lai trở về những chúng sanh a nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng.
Ngài Địa Tạng Bồ Tát Văn Cùng Đừng Phật Ba Lần Như Thế Lúc Ngài Đưa Phật Khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát Rằng Hay Thay Hay Thay Ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện từ kiếp lâu xa đến nay thường phá nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh xong rồi thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Phẩm Thứ Ba Phật Mẫu Thứ Hồi Lúc Đó Đứng Phật Mẫu Là Bà Ma Gia Phu Nhân Chấp Tay Cung Kính Mà Hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thành giả chúng sanh trong cõi diêm phù đề ta nghiệm sai cá cam thọ qua báo ra thế nào ngài địa tạng bồ tát đám rằng trong nghìn muôn thế giới cho đến quân độ hoặc nơi thời có địa ngục nơi thời không địa ngục hoặc nơi thời có hàng nữ nhân nơi thời không có hàng nữ nhân hoặc nơi phần pháp nơi thời không phần pháp nhân đến bậc thanh văn bà bính chi phật vân vân cùng sai cá như thế chớ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai cá khỏi đâu bà ma gia phu nhân lại bành cùng bồ tát rằng tôi muốn nghe tội báo trong mong ngài lâu nghe nhận lấy tôi sẽ lường nói việc đó thân mau bành rằng xin thanh giá nói cho bồ tát lựa thuần bây giờ ngài địa tạng bồ tát thứ thanh mau rằng danh hiệu của những tội bao trong coi nam diêm phù đề như dưới đây như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ kẻ đó phải đó vào vô gián địa ngục mai đến nghìn muôn ứng kim không lòng nào mà ra khỏi được như có chúng sanh nào có lòng ác mà thân phận bị thương chay máu kinh chê ngồi tàm ba chán kinh kinh điểm cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ơ kiếp phong kỳ nào đã khỏi đường hoàng có chúng sanh xâm còn vô thường trụ phạm tăng ni hoàng thứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền hoàng chia hoàng ai nhưng chúng sanh đó phải đọa vào vô gian địa ngục trong nghề muôn kiếp không lúc nào mong ra khỏi đường như có chúng sanh gia làm thầy sa môn kỳ thơ tâm chẳng phải sa môn làm dùng của thường trụ trai phàm giới luật gàn gấm hàng bành y bao nhiêu điều tôi ác hạng người như thế phải đọa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không khi nào mong ra thôi đưa hoàng có chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục vân vân của thường trụ cho đến không cho mà lấy mồ và kẻ đó phải đoa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn kiếp không lúc nào mong đã khỏi đường ngài địa tạng bồ tát thưa rằng thanh máu nếu có chúng sanh nào phạm nhưng tội như trên đó thời phải đoa vào địa ngục ngũ vô gián cầu tam ngừng sự đau khổ chừng quán một niệm cũng không được bà ma gia phu nhân lại bành cùng địa tạng bồ tát thế nào gọi là vô gián địa ngục ngài địa tạng bồ tát cơ rằng thánh mẫu bao nhiêu địa ngục ở trong núi thiên vi lớn có 18 chỗ thứ kế đó 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau thứ kế lại có 1.000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau
Rồi về địa ngục vô gián đó gia vong ngục thành hơn tam muôn dâm thành đó thuần bằng xa cao đến muôn muôn dâm lửa cháy trên thành không có chỗ nào ở trống trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khăn. Riêng có một sơ ngũ tên là vô gián ngục này châu vi một muôn tam nghìn dặm thường ngô ca một nghìn dặm toàn bằng sang cá lửa cháy hừng hở suốt trên xuống dưới trên tường ngục răng sáng cho sắc phùng lửa đuổi nhau. Chạy bên này sang bên kia trong ngục có giường rồng khám muôn dâm một người thọ tôi thời tự thấy thân mình nằm đầy trần cả giường đến nghìn muôn người thọ tôi cũng đều tự thấy thân của mình nằm trần cả trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cầm vời như thế lại những người tội chịu đủ sự cô sơ trăm nghìn quy và xoa cùng với loài an quý răng nanh bên nhọn giường gươm cặp mắt trôi sáng như chớp nhoan. Mong tài cơn như đồng móng ruộng bầm chàng lại có quý gia xoa khá cầm chia lớn bằng sáng đâm vào mình người tôi hoặc đâm trúng miệng mũi hoặc đâm trúng bụng lưng rồi lửa lên trên không lấy chi hứng lấy để lại trên dương lại có diệu hầu bằng sang bố măng người tội lại có răng xa cắn đầu người tội nơi lòng đó cắm trong thân. Thề đều lấy đinh dài đông xuống giường kéo lưới ra rồi cài bừa trên đó lôi kéo người tội nước đồng đó vào miệng dây sang ông đó quăng lấy thân người tội một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại. Do về tội nghiệp mà cam lấy như thế trải qua ứng kia phong lũng nào mong ra khỏi đưa lũng thế giới này hư hoài thời sanh nhờ qua địa ngục thế giới khá lũng thịt giới càng đó hư hoài thời lại sanh vào cõi khác nữa lúc cõi càng đó hư hoài thời cũng xoay vân sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong thời sanh trở về thế giới này nhưng sự tội báo trong ngục vô gián như thế đó lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián năm điều đó là những gì? Một hồi nhân trong đó để chia chiều có ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng nên gọi là vô gián hai một người tôi thân đầy chất cá ngục nhiều người tôi môi môi. Thần cũng đều đầy chất cá ngục nên gọi là vô gián ba những khi cô đề hành hình tôi nhân như chia ba gậy diều hầu răng soi cho cõi già cõi sai cưa đục vào ma cháo dầu soi. Lười sáng dây sáng lừa sáng ngừa sáng giá sống niềm đầu nước sáng nông rưới thân đòi thời ăn hoàng sắc nông kháng thời uống nước sắc sôi từ năm tròn kim đến vô số kim. Nhưng sư cô sở nói nhau luôn không mò dây ngừng ngưng nên gọi là vô gián bốn không luân là trai hay gái mượn mang mọi đời già trẻ sáng hẹn hoặc là rồng là trời hoặc là tân là quy. Thề gây tội ác theo đó mà cam lấy ta ca đều đồng chiều khổ nên gọi là vô gián. Năm nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp mỗi một ngày đêm muôn lần chán muôn lần sống lại muốn cầu tạm ngừng chừng quán một niệm cũng không đặng. Trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đăng thọ sanh do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián ngài địa tạng bồ tát cứ thánh mẫu rằng nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế.
Nếu nói rộng ra thời tên của những khi cụ đề hành coi cùng những sự thông khổ trong địa ngục đó giờ nên xuống bộ kia cũng không thể nào nói cho hết đường bà ma gia phu nhân nghe ngài địa tạng bồ tát nói xong không xiên lo đâu mà chấp tay đăng lễ bồ tát mà lùi ra kinh địa tạng bồ tát phong nguyện nghiệp cảm của chúng sanh phẩm thứ tư bồ tát vân chỉ lúc đó ngài địa tạng đại bồ tát bành cùng đức phật rằng bạn đờ thế tôn con đường sơ ôi thằng của đức như lai nên chia thân hình này ở khắp trăm nghìn muôn ở thế giới để cứu vớ tất cả chúng sinh bị nghiêm bao. Nếu không nhờ chân đại từ của đức như lai thời chẳng có thể biến hóa ra như thế đường này con lại được như lai phó chúc từ nay đến khi ngài á dần đã thành phần làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đặng đo thoát sinh văn bàn nữ thế tôn xin nữ thế tôn chớ lo bây giờ đứng phần báo ngài địa tạng bồ tát rằng những chúng sanh mà chưa được giải thoát tánh thức của nó không định hệ quyền làm dư thời kế thành nghiệm bao dư con quyền làm lành thời khen thành quá bao lành làm lành cũng làm dư tùy theo cánh duyên mà sinh ra lăng mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngân. Mẹ làm chân ăn trai đến kiếp số nhiều như vi trần vi như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước cháy thoáng hoang tam đường ra rồi lại mắng vào lưới vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đoan. Đời trước ông con đã làm nguyện trái qua nhiều kiếm phá thế rộng lớn đồ anh ca hàng chúng sanh bị tội khổ thời ta còn lo gì định từ tại vương bành hoi khi đưa phần dạy lời như thế xong. Trong phẩm môi có vị đại bồ tát hiệu là định từ tái bước ra bánh cùng đứng phần rằng bành đứng thế tôn từ nhiều kiếm đến nay ngài địa tạng bồ tát đã phát thệ nguyên gì mà nay đưa đức thế tôn ân cần người khen như thế cuối mong đường thế tôn lượng nói cho bây giờ đứng thế tôn bao ngài định từ tài vương bồ tát lóng nghe phải kêu suy xét đó ta sẽ bị ông mà giải bày rõ ràng ông vua nước lân cận vô lượng vô số na do ta bấn khá kia kim về thuở trước lúc đó có đứng phần ra đời hiểu là như thiết trí thành tựu như lai ứng cung chánh biên trì minh hành tung thiền thế thế gian giải vô thường sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư phần thế tôn đừng phần đo thọ sáu muôn kiếp khi ngài chưa xuất gia thời ngài làm vua một nương nhỏ kia kênh bàn cùng với vua nước lân cần hai vua đồng thành hành mười hành lành làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc án hai vua cùng nhau bàn tính làm những phương chương đế dân diệu dân chúng ấy một ông phán nguyện tôi nguyện sớm thành phần sẽ độ dân chúng ngay làm cho đều được giải thoát không còn thừa một ông pha nguyện như tôi chăng trước rồi nhưng kẻ tội khổ làm cho đều đắng an vui chứng quả bồ đề thời tôi nguyện chưa chịu thành phần đừng quan bao ngài định từ tại vương bồ tát ông vô pha nguyện sớm thành phần đó chính là đức như thiên tri thành tựu như lai còn ông vua pha nguyện đồ chưa hết những chúng sinh tội khôn
Thời chưa chịu nguyện thành Phật, đó chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đây vậy quan mục cứu mê lại vô lượng vô số kim về thua trước có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp trong thời mạng pháp, có một vị là hạng phước đứng cứu độ chúng sanh, nhân vì đi tuần tự giáo hóa mọi người. Là gặp một người nữ tên là Quang Mông, nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường là hắn. Là hắn thọ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì, Quang Mông thưa rằng: Ngài thân máu tôi vỡ tôi làm việc phước thiện đế, nhờ đó mà cứ vỡ thân máu tôi, chẳng rõ thân máu tôi ta sanh vào đường nào. Là hắn nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sang. Thời thầy ba mẹ của Quang Mông đọa vào chốn địa ngục đấng là khổ sở. Là hắn hỏi Quang Mông rằng: thân máu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục đấng khổ sở như thế? Quang Mông cứ rằng: ngày còn sống thân máu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá tranh phần nhiều, là hay ăn cá con và tranh con hoàng chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tình đêm số cá tranh của người đã ăn thời đến hơn nghìn mùa, xin tôn gia thương xó chi dạy phải làm cánh nào để cứu thân mẫu tôi. Là xó thương bèn dạy phương trước Ngài khuyên quán mục rằng: người phải đem lòng chỉ thành mà niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vế đam hình thương đứng phần thời kẻ còn cùng người mân đều đưa phước lợi. Quang Mục nghe xong liền xuất tiền khoan. Hòa thượng Phật Ma Tha cúng nàng lại đem lòng cung kính công thang chim ngưỡng đánh lệ. Thượng Phật đem đó nàng chim bao thấy thân của Đức Phật sáng vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Được hòa phong ánh sáng mà bao quán mong rằng: chẳng bao lâu đây thân mẫu người sẽ thắng sân vào trong nhà của người. Khi vừa biết nói lắm thời liền biết nói. Sau đó đưa tới gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy ba ngày, đã biết nói trẻ đó buồn khóc mà nói với Quang Mông rằng: nghiệp duyên trong vòng sanh tớ phải tự lãnh lấy quả báo, tôi là mẹ của ngươi. Lâu nay ở chốn tôi tâm từ khi bên bìa người, tôi phải đoá vào đại địa ngục nhờ phước lực của người, nên nay được họ sanh làm kẻ hà tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi năm 13 tuổi đây sẽ đoá vào địa ngục nương. Người có phương thế gì làm cho tôi được qua khỏi nỗi khổ sở? Nghe đứa trẻ nói Quang Mông bia chẳng là mẹ mình, nàng nghẹn ngào không lóc mà nói với đứa trẻ rằng: đã là mẹ của tôi thời phải tự biết tội của mình, đã gây tạo hành nghiêm chi mà bị đọa vào địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng: do hai nghiệm diệt hại vật để che bài mắng giếng mà tỏ bao thôn. Nếu không nhờ phương đưa của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tôi nghiệm đó vẫn còn chưa được hòa phố. Quang Mông hỏi rằng: những việc tôi báo trong địa ngục ra làm sao? Đưa trẻ đám rằng: những việc tôi có nói ra càng bấn, những giờ đến trăm nghìn năm cũng không thuận hơn được. Quang Mục nghe xong than không rơi lệ mà bánh cùng giữa hư không rằng:
Nguyện cho thân máu tôi thôi hằng địa ngục khi mãn 13 tuổi không còn rõ trong tôi cũng không còn đọa vào an đạo nữa. Xin chư Phật trong 10 phương thương xót chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy. Như thân máu tôi khỏi hắn trong tam đồ bà an hà thiên cùng thân gái cùng kiếp không còn thọ những qua bao sau đó nữa. Tôi đối trước tượng của đức thanh tịnh liền hoa mục Như Lai mà phá lời nguyện rằng từ ngày nay nhẫn về sau đến 100.000 muôn ứng kim. Trong nhân thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tôi có nơi địa ngục cùng ba án đạo tôi nguyện cứ vợ chúng sanh đó làm cho tất cả đều qua khỏi chốn án đạo. Địa ngục sống sanh và ngã quỷ vân vân những kẻ ma phải coi bao như thế thành phần cả rồi. Vậy sao tôi mới thành bờ chánh giác quan một phán nguyện đó xong. Liền nghe tiếng của Đức Phật thanh tịnh liễm hoa mục Như Lai dạy rằng này quan mục nhà ngươi đừng có lòng tự mẫn vì mẹ mà phán ra lời thề nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Lạy đấng tam giới tôn ấy quy mang 10 phương phận con nay phán nguyện rộng kinh địa tạng trên đền bốn ơn nặng dưới cơ có tam đồ nếu có kẻ thấy nghe đều phán bồ đề tâm nên một báo thân này sống qua cõi cưng là hay. Nam mô bổn sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện thần thông trên cung trời đạo lợi phẩm thứ nhân phần hiện thần thông quán nghe như thế này. Một là nó tại cung trời đạo lợi đức phần về thánh mẫu mà thuyền pháp lung đỏ bằng cả thuyền bằng cả thuyền tăng cả chư phần và đại bồ tát trong vô lượng thế giới 10 phương đều đến hồi hôm rồi đồng khen ơi rằng đức phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời an ngũ trường mà hiền sơn ngoái đứng đi huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh căn cường làm cho chúng nó rõ phàm khổ pháp vui thiền sống chư phần đều sai thì gia kính cam đường thế tôn. Bây giờ đức Như Lai mỉm cười phóng ra 100.000 vầng mây sáng rỡ lớn như là vầng mây sáng rỡ đầy đuông. Vườn mây sáng rỡ đại từ bi, vườn mây sáng rỡ đại trí huệ, vườn mây sáng rỡ đại bát nhã, vườn mây sáng rỡ đại tam muội, vườn mây sáng rỡ đại kiết tường, vườn mây sáng rỡ đại phương đứng, vườn mây sáng rỡ đại công đức, vườn mây sáng rỡ đại quỷ, vườn mây sáng rỡ đại tăng thân. Đờ và phóng ra bằng cả phía vườn mây sáng rỡ như thế rồi lại phóng ra căn cứ tiếng vi diệu như là tiếng bồ thí độ tiếng trì giới đồn tiếng nhân dùng độ tiếng thanh tân độ tiếng thiên đình độ tiếng bát nhã độ tiếng từ bi tiếng hỷ xa tiếng giải thoát tiếng vô lậu tiếng trì huệ tiếng sư tự hồng
Thiên đại sư tử hống thiên mây sấm, tiếng mây sấm là lớn trời rộng hội họ kỳ đường Phật phá ra bấn cả thuyền bấn cả tuyệt tiên vi diệu như thế sông thời có vô lượng ứng hàng trời rộng quý thần ở trong cõi ta bà. Và coi nữa phương ca cũng đến hồi hộp nơi cung trời đao lời như là trời tứ thiên vương trời đao lời trời tu diệm ma trời đâu xuân đàm. Trời hoa lan trời tha hóa trời thứ tài trời phàm chúng trời phàm phu trời đại phàm trời thiếu quang trời vô lượng quang trời quang âm trời thiếu tình. Trời vô lượng tinh trời biến tinh trời phước sanh trời phương hai trời quang qua trời nghiêm sức trời vô lượng nghiêm sức trời nghiêm sức quá thiền. Trời vô tướng trời vô phiền trời vô nhiệt trời thiên kiến trời thiền nghiêm trời sáng cứu cánh trời mở hệ thú la cho đến trời phi tướng phi phi tướng thương. Thần cả thiên chúng long chúng cung ca chúng quỳ thần đều đến hồi hôm lai có những vị thần cõi ta bà cùng cõi nữa phương khác như thần biển thần sông thần rạch thần cây. Thần núi thần đấng thần sông chằm thần lúa ma thần chú ngày thần chú đêm thần hư không thần trên trời thần chú ăn uống thần cây có cán vị thần như thế. Đều đến hồi hôm lại có những đại quý vương ở cõi ta bà cùng cõi nữa phương kháng như ánh mục quý vương đàm huyê quý vương đàm tinh quý vương. Đàm thai noãn quý vương hành bình quý vương nhiễm đồng quý vương tự tâm quý vương phương lời quý vương đài ai kính quý vương can quý vương như thế đều đến hồi hòm. Đường qua phá khởi bây giờ đứng thinh ca bảo ni phần bao ngày văn thù sư lợi phá vương tứ đại Bồ Tát rằng ông xem coi tất cả chư phân Bồ Tát và trời rồng quý thần. Đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quân đồ này cùng quân đồ khác này đều đến hồi hôm tài cung trời đào lời như thế ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài bằng cơ sở lại bành phần rằng bành đơ thế con nếu dùng thần lực của con để tinh đếm trong nghìn kim cũng không biến số bao nhiêu đứng phần bao ngài văn tù sư lại rằng đến ta dùng phần nhãn xem hay còn không đem xe số thánh phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kim lâu xa đến nay hoàng đã độ đương độ chưa đồn. Hoàng đã thành tựu đương thành tựu chưa thành tựu ngài văn thù sư lại bạch đứng phần rằng từ thuở lâu xa về trước con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngài. Nghe lời đứng phần nói đó thời tin nhận liền còn hàng thiêu quá thanh văn trời rộng tam bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau giàu nghe lời thanh thân của Như Lai. Nhưng chẳng là sanh lòng nghi ngờ giàu cho có lại vân đi nữa cũng chưa thôi hủy ban cuối mong được thế tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát ngài tu hành gì. Làm nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế đức Phật bao ngày văn thù sư lời rằng ví như bao nhiêu cây có lùm rừng lúa mè te lau đá núi bụi bằng.
Trong cõi tam thiên đại thiên cứ một phần làm một trong hằng rồi cứ so cá trong môi sông hằng một hà cán làm mò cõi nước rồi trong mò cõi nước cứ một hàng bụi nhóm làm một kiếp rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chưa trong mùa kim đều đem làm kim cá từ lúc ngài địa tạng bồ tát chứng qua vị thâm địa bồ tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dù ở trên huống là những quá ngài địa tạng bồ tát còn ở bậc thánh văn và bính chi phần này văn thù sư lợi oai thân thể nguyện của bồ tát đó không thể nghi bàn đến đường về đời sau nếu có trang thiên nam người thiên nữ nào nghe danh từ của địa tạng bồ tát hoàng khen người hoàng chim ngưỡng vái lại hoàng thân danh hiệu hoặc cũng dường nhận đến vẻ cắn đâm sơn hình tượng của địa tạng bồ tát thời người đó sẽ được một trăm lần sanh lên cõi trời đau lời vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn án đào trưởng gia thứ ba nguyện này văn thù sư lời trái qua băng khả thuyết băng khả thuyết kiếm đâu xa về trước tiền thân của ngài địa tạng bồ tát làm mồn vì trưởng gia thứ lúc đó trong đời có đứa phật hiếu là sư tử phấn thân thủ tung vàng hạnh như lai trường gia tư thấy đức phật tương mà con đem nghìn phước trang nghiêm mới bạch hỏi đứng phật tu hành nguyện gì mà đang có đem như thế khi hãy đến sư từ phân tân cụ túng vạn hành như lai bao trướng gia tư rằng mua chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ quá ta ca chúng sinh bị còn có nay văn thù sư lời trường gia tứ nghe xong liền phát nguyện rằng từ nay đến tổ số chẳng thể tùy thiên ở đời sau tôi vì những chúng sanh tôi khổ trong sao đường mà giảng bài nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả rồi tự thân tôi mới chứng thành phật đạo bởi ở trường đức phật sự tự phấn thân cô tung văn hành như lai ngài lâm liền rồng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ư vô số vấn khả thuyết kiếm mà ngài vẫn còn làm vị bồ tát mà là một nữ cơ mê lại thua bấm khá tư nghi vô số kim về trương lung đó có đứa phần hiệu là giác hoa đinh từ tại vườn như lai đứng phần ấy thọ đến 400.000 muôn ứng vô số kim trong thời tướng pháp có một người con gái dòng ba la môn người này nhiều đời chưa phước sâu dày mọi người đều kinh nể khi đi đứng lúng nằm ngồi chư thiên thường theo hồ về bà mẹ của người cương mê tính tà đạo thường kinh khi ngôi tam bảo thoái mặn dầu thanh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiên nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn chẳng bao lâu bà ấy trên thần hồn sa đọa và vô gian địa ngục lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quá liều chắc phải theo nghiệp quay mà sanh vào đường ăn
thành nữ bèn bán nhà đánh sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng rồi đem cúng dường tại các chùa tham thờ đưa Phật gia hoa định từ tài vương trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật giáng hoa đình từ tại phương đắp vẽ hoài dung đủ cánh tôn nghiêm thánh nữ chim bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kinh ngưỡng từ nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ, nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi quốc tôi đến bành hoài Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Nghe đến đó thánh ngữ buồn tôi rơi lệ chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi bóng nghe trên hư không có tiếng báo rằng thánh nữ đường khóc kia thôi đừng có bi ai qua lắm nay ta sẽ bao cho người biên. Chùa của mẹ ngươi thanh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vai rằng đứng thần nào đó mà giải bơ vòng sầu lo của tôi như thế từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm. Không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thá sanh vào chốn nào trên hư không lại có tiếng bao thánh nữ rằng ta là Đức Phật quá khứ gia hoa đình từ tài vương Như Lai. Mà người đứng chim bái đó thấy người thường trốn nhớ mẹ trôi hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bao thánh nữ nghe nói xong liền té xìu xuống tay chân mình mấy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đã dậy mộng lan sao thanh nữ mới tỉnh lại rồi bành cùng trên hư không rằng cuối trình đứng ở phần xó thương báo ngay cho rõ chỗ tháng sanh của mẹ con. Này thần tâm của con sanh trên mẫn đơ gia hoa định từ tài vương Như Lai bao thánh nữ rằng cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng nghi tướng danh hiệu của ta. Thời người sẽ biến cho ta sanh của mẹ ngươi lễ phần sống thánh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thắng niềm danh hiệu. Vua giáng hoa đình từ tại vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm bỗng thấy thân mình đến môn bờ biển kia nước trong biển đó sôi sùng sùng có rất nhiều thu dữ thân thế toàn bằng sắt. Bài nhảy bên mặn biển chạy ra bên này xua đuổi bên kia thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thuở chìm thoảng nổi ở trong biển bị cắn thu giữ dành nhau ăn thịt. Lại thầy quý giá khóa hình thù đều là lùng hoàng nhiều tay nhiều mắng nhiều chân nhiều đầu răng nanh chia ra ngoài miệng bén nhọn giường gươm lùa những người tôi gần thu dữ rồi quỷ lại chập bắn người tôi. Thùm quanh đau chân người tôi lại hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu khi ấy thanh nữ nhờ nương chứng niệm phong nên tự nhiên không kinh sợ có mồn vì quý vương thân là vô đồng. Đến cuối đầu nghìn kiếm hỏi thánh nữ rằng ngài thái bồ tát ngài có duyên thứ gì đến chốn này thánh nữ hỏi quý vương rằng đây là chốn nào. Quý vương võ đông nam rằng đây là từng biên thứ nhân ở phía tây núi đài thiết vi thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi thiết vi có địa ngục việc ấy có thiệt như thế chăng võ đông nam rằng thiệt có địa ngục.
Thần nữ ơi, rằng ấy thôi làm sao để đưa đến chốn địa ngục đó vô đồng đảm, rằng nếu không phải trước ngoài thần cần phải do nghiệm lưng ngoài hai điều này ra, không bao giờ có thể đến đó đường. Thành lại hỏi duyên cớ vì sao mà trước trong điện này trôi sùng sùng như thế, và có những người tôi cùng với các cô dự vô độc đã mà rằng những người tôi trong biến này là những kẻ tạo án ở cõi diêm phù đề mới chết trong khoảng 49 ngày, không người kể từ để làm công đức hầu cứu với cô nàng cho lúc xong, kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy bao khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cảnh biển này mới muốn gió thuận về phía đông, lại có một cái biển những sự thông khổ trong biển đó sắm bồi ơn. Biển này phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa sự thông khổ trong đó càng trôi hơn, đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cám bơi ra. Đồng gọi là biển nghiệm chính là ba cái biển này. Bài thánh ngơ lại hỏi quý vương vô đông rằng địa ngục ở đâu, vô đông đám rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bờ kê đó có 500 chỗ đủ không lường, sự cô sở bừng kế nửa có đến 1.000 cũng đầy không lường, sự thông khôn. Thành nợ lại hỏi đại quý vương rằng thân màu của tôi mới khuất gần đây không rõ, thần hồn của người phải xa vào chốn nào? Quý vương hỏi thánh nữ rằng thân màu của Bồ Tát khi còn sống quyền làm những nghiêm gì? Thanh nữ đám rằng thân máu của tôi mê tín tà đạo, kinh chê ngôi tam bảo hoàng có lúng tam thời, tình tranh khoáng sông rồi chẳng kính dầu quốc không bao lâu mà chưa rõ đó làng vào đâu. Vô động hỏi rằng thần mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn, thân phụ tôi là Thi La Thiền Kiên, thân mẫu tôi hiểu là duyên đế lợi. Vô đầu chắp tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu qua lắm nữa tội nữ duyên đế lợi. Đưa sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi, nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vân tu tạo phương lành cung dường chùa thăm thờ đứng giá hoa đình từ tài vương Như Lai. Chẳng phải chi riêng thân màu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đằng tháng trăm cam. Nói xong quý vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bây giờ thánh nữ dường chim bao chân tinh rõ biết việc đó rồi, bèn đổi trước pháp tướng của Đức Giang Hoa Đình tự tại vương Như Lai mà phán tề nguyện rộng lớn rằng: Tôi nguyện từ nay nhận đến đời về là những chúng sanh mang phải tội khổ thì tôi lầm ra nhiều phương chưa làm cho chúng đó đường giải thoát. Đức Phật báo ngài văn tù sư lời rằng:
Vì vương vô đồng chứng đó nay chính ông Tài Thú Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát, vậy kính Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện. Phần thần tập hồi phẩm thứ hai hóa thân cùng viên thừa lùng đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát, ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ứng bấn cả tư bấn cả nghìn. Bấn khả lượng bấn khả phía vô lượng vô số thế giới đều đến hồi hòm tại cung trời đạo lợi do nhờ thần lực của Như Lai, phần thân đó hiện với những chúng đã đường dài thoáng ra khỏi chốn nghiệm đạo. Ở mười phương cũng đều đông đến số nghìn muôn ơn na do tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật, nhưng chúng cùng đến với phần thân đó thầy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giao hoan, làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho không còn thời chuyện, nhưng chúng sinh đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lặng trong vòng sanh tử, trong sâu đường chiều những điều khổ sớm. Không có lúc nào tạm ngừng nhớ nhớ lòng từ bi lớn và thế nguyên sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên ta cả đều chứng được nào quá đại chúng đó khi đã đến cung ở trời đạo lời. Lòng họ vui mừng hân hờ chiêm ngưỡng đứng Như Lai, mắng nhìn mãi không rời đứng Như Lai an ủi quỷ tháng bây giờ để tôn giờ tay sắc vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát. Trong trăm nghìn muôn ức bơ khả tư bấn khả nghì bấn khả lượng bơ khả thuyết vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời an ngũ trượt nhà hòa, nhưng chúng sanh càng cường như thế làm cho lòng chúng nó đều phụng bó tà về chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh ham muôn đồ, chúng đó ta cùng phân nghìn trăm ức thân làm ra nhiều phương chứa trong chúng sanh đó, hoặc có người căn tánh sáng lèm nghề pha của ta thời liền tinh nhân hoàng, có người phải ân cần khuyên ba mới thành tựu được thiện quá, hoàng có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tinh ngưỡng mộ. Ta vâng ra nhiều thần đó thoa, những hàng chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thề, hoàng hiện ra thân trai, hoàng hiện ra thân gái, hoàng hiện ra thân trời rồng, hoàng hiện ra thân quế thần, hoàng hiện ra rừng núi sông ngòi ao rành suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi đồ họ đường giải thoát. Hoàng hiện ra thân thiện đế, hoàng hiện ra thân trời phạm vương, hoàng hiện ra thân vua chuyến luân, hoàng hiện ra thân quốc vương, hoàng hiện ra thân cư sĩ, hoàng hiện ra thân tế phụ, hoàng hiện ra thân các hàng quan của, hoàng hiện ra thân tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di. Nhân đến hiện ra những thân thanh văn là hán binh chi phần và Bồ Tát đế hoa đồ chúng sanh, chớ chẳng phải chỉ có thân và hiện ra trước chúng thôi đâu, Địa Tạng ông xem ta đã trải qua bao cho kiếm nhọc nhằn đo thoáng, nhưng chôn sanh can cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế, ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệp thọ báo. Nếu khi chúng đó có bị đọa vào đường dư chiều nhiều sự thông có thời, ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đạo lời ân cần phó chúng đây mà gắn đô chúng sinh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này
Đền lượng Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hạnh căn đều khổ gầm phờ đưa đưa Phật thọ ký bây giờ những hoa thân địa tạng Bồ Tát ở các thế giới hiểm chung lại một hình. Trời lễ thương cấm mà bành cung đứng phân rằng từ số kiếm lâu xa đến nay con nhờ Đức Thế Tôn tìm đồ dân diệu làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bằng đầy đủ trí huệ rộng lớn. Còn quân hiền thân hình ra có cùng khắp trăm nghìn muôn ứng hằng hà xa thế giới trong mỗi thế giới hoa hiền trăm nghìn muôn ứng thần mỗi thân đó hoa độ trăm nghìn muôn ứng người làm cho quý kính ngồi tạm bảo coi hắn vòng sanh tướng vui niếng bàn. Nhưng chúng sanh nào ở nơi phần pha chi làm việc lành bằng mồ sợi lông mồ cho nước môn hạ cán môn bùi nhỏ hoàng chi bằng chừng mấy lòng sống con đều đo toan lần lần làm cho chúng đó được lợi ích lần. Cùi mòn đơn nhớ lại trở về những chúng sanh a nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng cùi mong đơn nhớ lại trở về những chúng sanh a nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bành cùng đừng Phật ba lần như thế lúc ấy đưa Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng hay thay hay thay. Ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện từ kiếp lâu xa đến nay thường phá nguyên rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh xong rồi thời ông liền chứng qua Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Phẩm Thứ Ba Phật Mẫu Thứ Hồi Lúc Đó Đứng Phật Mẫu Là Bà Ma Gia Phu Nhân Chấp Tay Cung Kính Mà Hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thành giả chúng sanh trong cõi diêm phù đề ta nghiệm sai cá cam thọ qua báo ra thế nào Ngài Địa Tạng Bồ Tát đám rằng trong nghìn muôn thế giới cho đến quân độ hoặc nơi thời có địa ngục. Nơi thời không địa ngục hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân hoặc nơi phần phàm, nơi thời không phần phàm nhân đến bậc thanh văn và bính chi Phật vân vân. Cùng sai cá như thế chớ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai cá khỏi đâu Bà Ma Gia Phu Nhân lại bành cùng Bồ Tát rằng tôi muốn nghe tội báo trong mong Ngài lâu nghe nhận lấy tôi sẽ lường nói việc đó thanh mau bành rằng xin thanh giá nói cho Bồ Tát lựa thuần bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thứ thanh mau rằng danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ kẻ đó phải đó vào vô gián địa ngục mai đến nghìn muôn ứng kim. Không lòng nào mà ra khỏi đường như có chú sanh nào có lòng an mà thân phận bị thương cháy máu kinh chê ngồi tạm ba chán kinh kinh điện cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ơ kiếp không khi nào đã khỏi đường. Hoàn có chúng sanh xâm còn vô thường trụ phạm tăng ni hoàng thứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền hoàng chia hoàng ai như chúng sanh đó phải đó và vô gian địa ngục. Trong nghìn muôn ơ kiếp không lúc nào mong ra khỏi đường như có chúng sanh gia làm thầy sa môn kỳ thơ tâm chẳng phải sa môn làm dùng của thường trụ trai phàm giới luật gàng gấm hàng bành y.
Bao nhiêu điều tội ác hàng người như thế phải đọa vào vô gian địa ngục ở trong nghìn muôn ức kiếp không khi nào mong ra thôi được. Hoàn coi chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục vân vân. Của thường trụ cho đến không cho mà lấy mồ và kẻ đó phải đoa vào vô gian địa ngục ở trong nghìn muôn kiếp không lâu nào mong đã cõi đường. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng thanh máu nếu có chúng ở chân nào phạm nhưng tội như trên đó thời phải đoa vào địa ngục ngũ vô gián cầu tam ngừng sự đau khổ chừng quán một niệm cũng không được. Bà Ma Gia Phú Nhân lại bành cùng Địa Tạng Bồ Tát thế nào gọi là vô gián địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát cơ rằng thánh mẫu bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiêu Vi lớn có 18 chỗ thư kế đó 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau thư kế lại có 1000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó gia vòng ngùng thành hơn 8 muốn dâm thành đó thuần bằng xa cao đến 1 muốn dâm lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngũ tên là vô gián ngục này châu vi một muôn 8000 dặm thường ngô cao 1000 dặm toàn bằng sang cá lửa cháy hừng hở suốt trên xuống dưới trên tường ngục răng sáng cho sắc phun lửa đuổi nhau. Chạy bên này sang bên kia trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm một người thọ tôi thời tự thấy thân mình nằm đầy trần cả giường đến nghìn muôn người thọ tôi cũng đều tự thấy thân của mình nằm trần cả trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cầm vời như thế lại những người tội chịu đủ sự cố sở trăm nghìn quy và xoa cùng với loài an quý răng nanh bên nhọn giường gươm cặp mắt trôi sáng như chớp nhoan. Mong tài cơn như đồng móng ruộng bầm chàng lại có quý và xoa khá cầm chía lớn bằng sắn đâm vào mình người tôi hoặc đâm chúng miệng mũi hoặc đâm chúng bụng lưng rồi lưa lên trên không lấy chi hứng lấy để lại trên dương lại có diều hầu bằng sang mố măng người tội lại có răng xa cắn đầu người tội nơi lòng đó cắm trong thân. Thề đều lấy đinh dài đông xuống giường kéo lưới ra rồi cài bừa trên đó lôi kéo người tội nước đồng đó vào miệng dây sang ông đó quăng lấy thân người tội một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại. Do về tội nghiệp mà cam lấy như thế trải qua ứng kia phong lũng nào mong ra khỏi đưa lũng thế giới này hư hoài thời sanh nhờ qua địa ngục thế giới ca lũng thịt giới càng đó hư hoài thời lại sanh vào cõi khác nữa lúc cõi càng đó hư hoài thời cũng xoay vân sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong thời sanh trở về thế giới này nhưng sự tội báo trong ngũ vô gián như thế đó lại địa ngục đó do có 5 điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. 5 điều đó là những gì? Một cõi nhân trong đó để chi chiều có ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lũng nào ngừng ngơ nên gọi là vô gián. Hai một người tôi thân đầy chất cá ngục nhiều người tôi môi môi
thần cũng đều đầy chất cá ngục nên gọi là vô gián ba. Những khi cô đề hành hình tôi nhân như chía ba gầy diều hầu răng soi cho coi và cõi sai cưa đục vào mang cháo dầu sôi. Lười sáng dây sáng lừa sáng ngừa sáng giá sống niệm đầu nước sáng nông rưới thân đòi thời ăn hoàng sắc nông kháng thời uống nước sắc sôi từ năm tròn kim đến vô số kim. Nhưng sư cô sở nói nhau luôn không mò dây ngừng ngân nên gọi là vô gián bốn không luân là trai hay gái mượn mang mọi đời già trẻ sang hẹn hoặc là rồng là trời hoặc là tân là quy. Thề gây tội ác theo đó mà cam lấy ta ta đều đồng chiều khổ nên gọi là vô gián. Năm nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp mỗi một ngày đêm muôn lần chán muôn lần sống lại muốn cầu tạm ngừng chừng quán một niệm cũng không đặng. Trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đăng thọ sanh do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát cứ thánh mẫu rằng nói sơ lương về địa ngục vô gián như thế. Nếu nói rộng ra thời tên của những khi cụ đề hành coi cùng nhân sự không khó trong địa ngục đó giờ nên xuống mô kia cũng không thể nào nói cho hết đường bà ma gia phu nhân nghe ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong. Không xiên lo đầu mà chấp tay đăng lễ Bồ Tát mà lùi ra kinh Địa Tạng Bồ Tát vốn nguyện nghiệp cam của chúng sanh phẩm thứ tư Bồ Tát vân chỉ lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bành cùng Đức Phật rằng. Bạn đờ thế tôn con đường sơ ôi thần của đấng Như Lai nên chia thân hình này khắp trăm nghìn muôn ư thế giới để cứu tất cả chúng sinh bị nghiêm bao. Nếu không nhờ chân đại từ của đấng Như Lai thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được ngày con lại được Như Lai phó chúc từ nay đến khi ngài dần đã thành phần làm cho chúng sanh. Trong sáu đường đều đặng đó thoa xin văn bàn Đứa Thế Tôn xin Đứa Thế Tôn chớ lo bây giờ đứng phần báo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng những chúng sanh mà chưa được giải thoa tánh thức của nó không định. Thế quyền làm dư thời kế thành nghiệp bao dư con quyền làm lành thời khen thành quá bao lành làm lành cũng làm dư tùy theo cánh duyên mà sinh ra lăng mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ân. Mẹ làm chân ngang trai đến kiếp số nhiều như vi trần vi như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nửa cháy thoáng hoang tam đường ra rồi lại mắng vào lưới vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đoan. Đời trước ông con đã làm nguyện trái qua nhiều kiếm phá thế rộng lớn đời anh ca chúng sanh bị tội khổ thời ta còn lo gì định từ tại vương bành hoai khi đưa quan dạy lời như thế xong. Trong phạm môi có vị Đại Bồ Tát hiệu là Định Từ Tại vương ra bánh cùng đứng phần rằng bành đứng thế tôn từ nhiều kiếm đến nay ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyên gì. Mà nay đưa Đức Thế Tôn ân cần người khen như thế cuối mong đường Thế Tôn lương nói cho bây giờ đứng Thế Tôn bao ngày định từ tại vương Bồ Tát lóng nghe phải kêu suy xén đó ta sẽ bị ông mà giải bày rõ ràng ông vua nước lân cận vô lượng vô số na do ta bấn khá phía kim về thuở trưởng lúc đó có đứng phần ta đời.
Điều là như thiết trí thành tựu Như Lai ứng cung chánh biên trì minh hành tùng thiền thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngữ trường phu tiên nhân sư phần thế tôn. Từng phần đo thọ sáu muôn kiếp khi ngài chưa xuất gia thời ngài làm vua một nước nhỏ kia kênh bàn cùng với vua nước lân cần hai vua đồng thành hành mười hành lành làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc án hai vua cùng nhau bàn tính làm những phương chương để dân diệu dân chúng ấy một ông phán nguyện tôi nguyện sớm thành phần. Sẽ độ dân chúng ngay làm cho đều được giải thoát không còn thừa một ông pha nguyện như tôi chăng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều răng an vui chứng quả bồ đề thời tôi nguyện chưa chịu thành phần. Đừng quan bao ngài định từ tại phương Bồ Tát ông vô pha nguyện sớm thành phần đó chính là đức như tiên tri thành tựu Như Lai còn ông vua pha nguyện đồ chưa hết những chúng sinh tội không. Thời chưa chịu nguyện thành phấn đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy quang mục cứu mê lại vô lượng vô số kim về thua trước có đức phận ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đường văn đo thọ 40 kiếp trong thời mạng pha có một vị là hạng phước đứng cứu độ chúng sanh nhân vì đi tuần tự giao hóa mọi người. Là hạng gặp một người nữ tên là Quang Mông nàng này sanh chứa đồ ăn cúng dường là hạng la hạng thọ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì Quang Mông thưa rằng. Ngài thân máu tôi vỡ tôi làm việc phước thiện thế nhờ đó mà cứ vỡ thân máu tôi chẳng rõ thân máu tôi ta sanh vào đường nào là hắn nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sang. Thời thầy ba mẹ của quan mộng đòa vào chốn địa ngục đấng là khổ sở là nói quan mộng rằng thân mẫu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay phải đòa vào chốn địa ngục đấng khổ sở như thế. Hoàng mộng cơ rằng ngày còn sống thân máu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá tranh phần nhiều là hay ăn cá con và tranh con hoàng chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tình đêm số cá tranh của người đã ăn thời đến hơn nghìn mùa sinh tồn gia thương so chỉ dạy phải làm cánh nào để cứu thân mẫu tôi là so thương bèn dài phương trước ngài khuyên quán mục rằng. Người phải đem lòng chỉ thành mà niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vế đam hình thương đứng phần thời kẻ còn cùng người mân đều đưa phước lợi quan mùng nghe xong liền xuất tiền quan. Hòa thượng Phật Ma Tha cung nàng lại đem lòng cung kính công thang chim ngưỡng đánh lệ thường Phật đem đó nàng chim ba thấy thân của đứng phần sân vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Từ hòa vong ánh sáng ma bảo quán mong rằng chẳng bao lâu đây thân mẫu người sẽ thắng sanh vào trong nhà của người khi vừa biết nói lãnh thời liền biết nói. Sau đó đưa tới gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biến nói trẻ đó buồn khóc mà nói với quan mùng rằng nghiệp duyên trong vòng sanh tớ phải tự lãnh lấy quả báo tôi là mẹ của ngươi.
Lâu nay ở chốn tôi tam từ ký bên bìa người tôi phải đoá vào đại địa ngục nhờ phước lực của người nên nay được họ sanh làm kẻ hà tiên lại thêm số mạng ngắn ngủi năm 13 tuổi đây sẽ đoá vào địa ngục nương. Người có phương thế gì làm cho tôi được qua khỏi nỗi khổ xa nghe đứa trẻ nói quang mùng bia chẳng là mẹ mình nàng nghiêng ngào không lóc mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi thời phải từ biết tôi của mình đã gây tạo hành nghiêm chi mà bị đọa vào địa ngục như thế đứa trẻ đang rằng do hai nghiệm diệt hại vật để che bài mắng nhiên mà tỏ bao thôn. Nếu không nhờ phương đưa của người cứu nạn cho tôi thời cứ theo tôi nghiệm đó vẫn còn chưa được qua phố quan mong hỏi rằng những việc tôi báo trong địa ngục ra làm sao. Đứa trẻ đáp rằng những việc tôi có nói ra càng bấn những giờ đến trăm nghìn năm cũng không thuận hơn được quan một nghe xong than không rơi lệ mà bánh cùng giữa hư không rằng nguyện cho thân máu tôi khỏi hẳn địa ngục khi mãn 13 tuổi không còn rõ trong tôi cũng không còn đọa vào an đạo nữa xin chứ vào trong 10 phương thương xó chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phán nguyện rộng lớn như vậy. Như thân máu tôi khỏi hắn chôn tam đồ bà an hà tiếng cùng thân gái cùng kiếp không còn thò những qua bao sau đó nữa tôi đối trước tượng của đức thanh tình liền hoa mục như lại ma phá lời nguyện rằng từ ngày nay nhấn về sau đến trăm nghìn muôn ứng kim. Trong nhân thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tôi có nơi địa ngục cùng ba án đạo tôi nguyện cứ vợ chúng sanh đó làm cho tất cả đều qua khỏi chốn án đạo. Địa ngục sống sanh và ngã quỷ vân vân những kẻ ma phải tội bao như thế thành phần cả rồi vậy sao tôi mới thành bờ chánh giác quan một phán nguyện đó xong. Liền nghe tiếng của đứa và thanh tịnh liên hoa một như lá dây rằng này quan mục nhà ngươi đừng có lòng tự mẫn vì mẹ mà phán ra lời thề nguyên rộng lớn như thế thật là hay lắm. Lạy đấng tam giới tôn ấy quy mang mười phương phân con nay phán nguyện rộng tàng trên đền vốn ơn nặng dưới cơ có tam đồ nếu có kẻ thấy nghe đều phán bồ đề tâm ơn hên một bao thân này sân qua cõi cưng là ngay nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện thần thông trên cung trời đạo lợi phẩm thứ nhân phần hiện thần thông khoan nghe như thế này. Một ở nọ tại cung trời đạo lợi đứng phần về thẳng máu mà thuyền pháp lúc đó bằng cả thuyền bằng cả thuyền tăng cả chư phần và đại bồ tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hồi hôm rồi đồng khen ơi rằng đơn phần Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời an ngũ trường mà
Hiền sân ngoái đứng đi huệ thần thông chân thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh căn cường làm cho chúng nó rõ phàm khổ pháp vui thiền sống chư phần. Đều sai thì giả kính cam đường thầy tôn bây giờ đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vận mây sáng rỡ lớn như là vận mây sáng rỡ đầy luôn. Vườn mây sáng rỡ đại từ bi, vườn mây sáng rỡ đại trí huệ, vườn mây sáng rỡ đại bát nhã, vườn mây sáng rỡ đại tam muội, vườn mây sáng rỡ đại kiết tường, vườn mây sáng rỡ đại phương đứng, vườn mây sáng rỡ đại công đức, vườn mây sáng rỡ đại quý, vườn mây sáng rỡ đại tăng thân. Nờ và phóng ra bằng cả phía vườn mây sáng rỡ như thế, rồi lại phóng ra các thứ tiếng vị diệu như là tiếng Bồ Thí Độ, tiếng Trì Giới Độ, tiếng Nhân Dùng Độ, tiếng Thanh Tân Độ, tiếng Thiên Đình Độ, tiếng Bát Nhã Độ, tiếng Từ Bi, tiếng Hỷ Xa, tiếng Giải Thoát, tiếng Vô Lậu, tiếng Trì Huệ, tiếng Sư Tử Hồng, tiếng Đại Sư Tử Hống, tiếng Mây Sầm, tiếng Mây Sầm lớn trời rộng, hồi họp khi đường Phật phá ra bấn cả thuyền, bấn cả tuyệt tiếng vi diệu như thế, sông thời có vô lượng ứng hàng trời rộng, quý thân ở trong cõi ta bàn. Và coi nữa phương ca cũng đến hồi hôm nơi cung trời đao lời như là trời tứ thiên vương, trời đao lời trời tu diễm ma, trời đấu xuân đàm, trời hoa làng, trời tha hóa, trời thứ tài, trời phàm chúng, trời phàm phu, trời đại phàm, trời thiếu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời thiếu tình, trời vô lượng tinh, trời biến tinh, trời phước sanh, trời phương hai, trời quán qua, trời nghiêm sức, trời vô lượng nghiêm sức, trời nghiêm sức quá thiền, trời vô tướng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiên kiến, trời thiền nghiêm, trời sáng cứu cánh, trời mơ hê thú la cho đến trời phi tưởng, phi phi tưởng thương. Tất cả thiên chúng long chúng cung ca chúng quỳ thần đều đến hồi hôm lại, có những vị thần cõi ta bà cùng cõi nữa phương khác như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đấng, thần sông chằm, thần lúa mà, thần chú ngày, thần chú đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chú ăn uống, thần cây có cán vị, thần như thế đều đến hồi hôm lại, có những đại quý vương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương kháng như án mục, quý vương Đàm Huyền, quý vương Đàm Tinh, quý vương Đàm Thai Loan, quý vương Hành Bình, quý vương Nhiễm Đồng, quý vương Tự Tâm, quý vương Phương Lời, quý vương Đại Ai Kính, quý vương Can, quý vương Như Thế đều đến hồi hòm. Đường qua phá khởi bây giờ đứng thanh ca bảo ni Phật, bao ngày văn thù sư lại phá vương tứ đại Bồ Tát rằng ông xem coi tất cả chư phân Bồ Tát và trời đồng quý thần. Đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quân độ này cùng quân độ khác, nay đều đến hồi hôm tại cung trời đào lời như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài bằng cơ sở lại bành phần rằng bành đưa thế tôn, nếu
dùng thần lực của con để tinh đếm trong nghìn kim cũng không biết số bao nhiêu. Đứng phần bao ngày vẫn tù sư lại rằng đến ta dùng phận nhãn xem hay còn không, đem xe số thánh phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Từ thuở kim lâu xa đến nay hoàng đã độ đương độ chưa đồn, hoàng đã thanh tựu đương thanh tựu chưa thanh tựu. Ngài văn thù sư lại bạch đứng phận rằng từ thuở lâu xa về chưa con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngài. Nghe lời đứng phận nói đó thời tinh nhận liền, còn hàng thiêu quá thanh phận trời rộng tam bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau giàu nghe lời thanh thân của Như Lai. Nhưng chẳng là sanh lòng nghi ngờ giàu cho có lại vẫn đi nữa cũng chưa thôi. Hủy ban cuối mong được cái tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài tu hành gì, làm nguyện gì mà thành tựu đưa sư không thể nghĩ bàn. Như thế đưa Phật bao ngày văn thù sư lời rằng ví như bao nhiêu cây có lùm rừng lúa mè tè lau đá núi bụi bằng trong cõi tam thiên đại thiên cứ một phần làm một trong hằng, rồi cứ so cá trong môi sông hằng một hà cán làm mò cõi nước, rồi trong mò cõi nước cứ một hàng bụi nhóm làm một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong mồ kim đều đem làm kim cá. Từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng qua vị thâm địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dù ở trên. Nguồn là những quá ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ngờ bực thanh văn và đến chi phần này văn thù sư lợi oai thân thể nguyện của Bồ Tát đó không thể nghi bàn đến đường. Về đời sau nếu có trang thiên nam người thiên nữ nào nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát hoàng thiên người hoàng chim ngưỡng vái lại hoàng thân danh hiệu hoàng cung dường. Nhận đến về cánh đâm sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thời người đó sẽ được một trăm lần sanh lên cõi trời đau lời vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn án đào. Trưởng giả thứ ba nguyện này văn thù sư lời trải qua băng khả thuyết kiếm lâu xa về trước tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm mồn vì trưởng giả thứ. Lúc đó trong đời có đứa vỡ hiểu là sư tử phấn tân cụ tung vàng hạnh Như Lai trường gia tư thấy đứng phân thương mà con đem nghìn phước trang nghiêm mới bạch hỏi đứng Phật tu hành nguyện gì. Mà rằng có đem như thế khi hãy đến sư tử phân tân cụ tung vạn hành Như Lai bao trướng giá tư rằng mua chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua. Trong một thời gian lâu xa độ quá ta ca chúng sinh bị khổn khổ này văn thù sư lời trường gia tứ nghe xong liền phát nguyện rằng từ nay đến tổ số chẳng thể cười thiên ở đời sau. Tôi vì nhân chúng sanh tôi khổ trong sao đường mà giảng bài nhiều phương tiện làm cho chúng đó đường giải thoát hết cả rồi tự thân tôi mới chứng thành phận đạo bởi ở trường đức phần.
Sự tư phán thân cô thông vạn hành Như Lai ngài lâm liền rồng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ư vô số vấn cả thuyết kiếp mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà là một nữ cơ mê lại thua bấn khá tư nghi vô số kim về trướng lông đó có đứa phần hiểu là giác hoa định từ tại vườn Như Lai đứng phần ấy thọ đến 400.000 muôn ứng vô số kim. Trong thời tướng Pháp có một người con gái dòng Ba La Môn, người này nhiều đời chưa phước sâu dày, mọi người đều kinh nể khi đi đứng lúng nằm ngồi, chư thiên thường theo hồ bề. Bà mẹ của người cương mê tính tà đạo, thường kinh khi ngôi tam bảo thoái, mặn dầu thanh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiên. Nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn chẳng bao lâu, bà ấy trên thần hồn xa đọa vào vô gian địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quá liều, chắc phải theo nghiệp quay mà sanh vào đường ăn. Thành nữ bèn bán nhà đấng sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng rồi đem cúng dường tại các chùa tham thờ đưa Phật gia hoa định từ tài vương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của đấng pha giáng hoa đình từ tại vương đắp vẽ hoài dung đủ cánh tôn nghiêm. Thánh nữ chim bái tường của đức phật lại càng sanh lòng kinh ngưỡng, từ nghĩ thầm rằng đức phật là đấng đại giác đủ tấn ca trí huệ, nếu đức phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi quốc tôi đến bành hoài phận chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Nghe đến đó thánh ngữ buồn tôi rơi lệ chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi bóng. Nghe trên hư không có tiếng báo rằng thánh nữ đường khóc kia, thôi đừng có bi ai qua lắm nay ta sẽ bao cho người biên. Chỗ của mẹ người thanh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vải rằng đứng thần nào đó mà giải bơ vòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thá sanh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bao thánh nữ rằng ta là đức phật quá thứ gia hoa đình từ tài vương Như Lai mà người nương chim bái đó thấy người thường trót nhớ mẹ trói hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bao thân nữ nghe nói xong liền té xìu xuống tay chân mình mấy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đã dậy mộng lan sao thanh nữ mới tỉnh lại rồi bành cùng trên hư không rằng cuối tình đứng phần so thương báo ngay cho rõ chỗ thám sanh của mẹ con. Này thần tâm của con sầm trên mẫn đưa gia hoa định từ tài vương Như Lai bao thánh nữ rằng cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thân nghi tướng danh hiệu của ta. Thời người sẽ biến cho ta sanh của mẹ ngươi lễ phần sống thánh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thắng niềm danh hiệu. Vua giáng hoa đình từ tại vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm bỗng thấy thân mình đến môn bờ biển kia. Nước trong biển đó sôi sùng sùng có rất nhiều thu dữ thân thế toàn bằng sắt.
bay nhảy bên mặt biển chạy ra bên này xua đuổi bên kia thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thuở chìm thoáng nổi ở trong biển bị cắn thu giữ dành nhau ăn thịt. Lại thầy quý giá có hình thù đều là lùng hoàng nhiều tay nhiều móng nhiều chân nhiều đầu răng nanh chia ra ngoài miệng bén nhọn giường gươm lùa những người tôi gần thu giữ rồi quỷ lại chấp bắn người tôi. Tâm quán đau chân người tôi lại hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu khi ấy thanh nữ nhờ nương chứng niệm quan nên tự nhiên không kinh sợ có mồn vì quý vương thân là vô đồng. Đến cuối đầu nghìn tiếng hỏi thánh nữ rằng hãy thái bồ tát ngài có duyên thứ gì đến chốn này. Thánh nữ hỏi quý vương rằng đây là chốn nào. Quý vương võ đông đám rằng đây là cần biên thứ nhân ở phía tây núi đài thiết vi. Thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi thiết vi có địa ngục việc ấy có thiệt như thế chăng. Võ đông đám rằng thiệt có địa ngục. Thành nữ ơi rằng ấy thôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó. Vô đồng đám rằng nếu không phải trước ngoài thần cần phải do nghiệm lẫn ngoài hai điều này ra không bao giờ có thể đến đó được. Thành nữ lại hỏi duyên cớ vì sao mà trước trong điện này trôi sùng sục như thế và có những người tôi cùng với các cô dự vô độc đã mà rằng những người tôi trong biến này là những kẻ tao ăn ở cõi diêm phù đề mới trên trong khoảng 49 ngày không người kể từ để làm công đức hầu cứu với cô nàng cho lúc xong kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tao mà cảm lấy bao khổ ở địa ngục tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cánh biển này mới muốn gió thuận về phía đông lại có một cái biển những sự thông khổ trong biển đó sắm bồi ơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa sự thông khổ trong đó càng trôi hơn đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cám vơi ra. Đồng gọi là biển nghiệm chính là ba cái biển này. Bài thánh nữ lại hỏi quý vương vô đông rằng địa ngục ở đâu. Vô đông đám rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm nghìn mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thầy có 18 chỗ bờ kê đó có 500 chỗ đủ không lường sự cô sở bừng kế nửa có đến 1.000 cũng đầy không lường sự thông thông. Thành nữ lại hỏi đại quý vương rằng thân màu của tôi mới khuất gần đây không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quý vương hỏi thánh nữ rằng thân màu của Bồ Tát khi còn sống quyền làm những nghiệp gì. Thanh nữ đám rằng thân máu của tôi mê tín tà đạo kinh chê ngôi tam bảo hoàng có lúc tam thời tinh chanh khoán sông rồi chân kính dầu quốc không bao lâu mà chưa rõ đó làng vào đâu. Vô đồng hỏi rằng thần mẫu của Bồ Tát tên họ là gì. Thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi là Thì La Thiền Kiên.
Thân bảo tôi hiểu là duyên để lời vô đạo chấp tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu qua lắm nữa tội nữ duyên để lời. Đưa sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phương lành cúng dường chùa thăm. Thờ đứng giá hoa đình từ tài vương như là chẳng phải chi riêng thân màu của Bồ Tát đang thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đằng tháng trăm cam. Nói xong quý vương chấm tay chào thánh nữ mà cáo lui bây giờ thánh nữ dường chim bao chân tinh rõ biết việc đó rồi bèn đổi trưa pháp tương của đức giang hoa đình từ tại vương Như Lai mà phán tề nguyện rộng lớn rằng tôi nguyện từ nay nhận đến đời vì là những chúng sanh mang phải tội khổ thì tôi lầm ra nhiều phương chưa làm cho chúng đó đường giải thoát đức phần báo ngài văn tù sư lời rằng quý vương vô đồng chứng đó nay xin ông tài thú bồ tát còn thánh nữ bà la môn đó nay là địa tạng bồ tát vậy kính địa tạng bồ tát bốn nguyện phần thần tập hồi phẩm thứ hai hóa thân cùng viên thừa lùng đó phân thân địa tạng bồ tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ứng bấn cả tư bấn cả nghìn bấn khả lượng bấn khả thuyết vô lượng vô số thế giới đều đến hồi hòm tại cung trời đạo lợi do nhờ thần lực của Như Lai phần thân đó hiện với những chúng đã đường giải thoát ra khỏi cho nghiệm đạo ở 10 phương cũng đều đông đến số nghìn muôn ơn na do tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường phật nhân chúng cùng đến với phần thân đó thầy đều nhờ địa tạng bồ tát giao hoan làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh gia trong không còn thôi chuyện như chúng sinh đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lặn trong vòng sanh tử trong sâu đường chiều những điều khổ sớm không có lúc nào tạm ngừng nhớ nhớ lòng từ bi lớn và thế nguyên sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên ta cả đều chứng được nào quá đại chúng đó khi đã đến cung ở trời đạo lời lòng họ vui mừng hân chim ngưỡng đứng Như Lai mắng nhìn mãi không rời đứng Như Lai an ủi quý tháng bây giờ để tôn giờ tay sáng vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ngưỡng bơ khả tư bấn khả nghì bấn khả lượng bơ khả thuyết vô lượng vô số thế giới mà dày đặng ta ở trong đời an ngũ trượt nhà hòa nhưng chúng sanh càng cường như thế làm cho lòng chúng nó đều phụng bó tà về chánh nhưng trong 10 phần vẫn còn 1-2 phần chúng sanh quen theo tánh ham muôn đồ chúng đó ta cùng phân nghìn trăm ức thân lầm ra nhiều phương chứa trong chúng sanh đó hoặc có người căn tánh sáng lèm nghề pha của ta thời liền tinh nhân hoặc có người phải ân cần khuyên ba mới thành tựu được thiện quả hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tinh ngưỡng mộ ta vẫn ra nhiều thần độ thoát những hàng chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thề hoàng hiện ra thân trai hoàng hiện ra thân gái hoàng hiện ra thân trời rồng
Hoàng hiện ra thân quý thần, Hoàng hiện ra rừng núi sông ngòi ao rành suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi đồ họ đường giải thoát. Hoàng hiện ra thân thiên đế, Hoàng hiện ra thân trời phạm vương, Hoàng hiện ra thân vua chuyên luân, Hoàng hiện ra thân quốc vương, Hoàng hiện ra thân cư sĩ, Hoàng hiện ra thân tế phụ, Hoàng hiện ra thân các hàng quan của, Hoàng hiện ra thân tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di. Nhân đến hiện ra những thân thanh văn la hán binh chi phần và bồ tát để hoa đồ chúng sanh, chớ chẳng phải chỉ có thân và hiện ra trước chúng thôi đâu, địa tạng ông xem ta đã trải qua bao cho kiếm nhọc nhằn đo thoáng, nhưng chôn sanh can cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệm thọ bông. Nếu khi chúng đó có bị đọa vào đường dư chiều nhiều sự thông có thời, ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đau lời ân cần phó chúng đây mà gắn đô chúng sinh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đền lượng phận di lặng ra đời đều đang giải thoát khỏi hẳn khăn điều khó gầm phờ đưa đưa phần thọ ký. Bây giờ những hoa thân địa tạng bồ tát ở các thế giới hiểm chung lại một hình, trời lễ thương cảm mà bành cung đứng phân rằng từ số kiếm lâu xa đến nay con nhờ đứng thế tôn tìm đồ dẫn diệu làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn đầy đủ trí huệ rộng lớn. Còn quân hiện thân hình ra có cùng khắp trăm nghìn muôn ứng hằng hà xa thế giới, trong mỗi thế giới hoa hiện trăm nghìn muôn ứng thần, mỗi thân đó hoa độ trăm nghìn muôn ứng người, làm cho quý kính ngồi tạm bảo coi hắn vòng sanh tướng vui niên bàn. Nhưng chúng sanh nào ở nơi phần pha chi làm việc lành bằng mồ sợi lông, mồ giọt nước môn hạ cán môn bụi nhỏ hoàng chi bằng chừng mấy lòng tông con đều đo thoáng lần lần, làm cho chúng đó đường lời ít lần. Vui mong đơn nhớ lại trở về những chúng sanh a nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng, vui mong đơn nhớ lại trở về những chúng sanh a nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bành cung đứng Phật ba lần như thế lúc ngài đưa Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng hay thay hay thay. Ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện từ kiếp lâu xa đến nay, thường phá nguyên rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh, xong rồi thời ông liền chứng qua Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Phẩm Thứ Ba Phật Mẫu Thứ Hồi Lúc Đó Đứng Phật Mẫu Là Bà Ma Gia Phu Nhân Chấp Tay Cung Kính Mà Hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thành giả chúng sanh trong cõi diêm phù đề ta nghiệm sai khá cam thọ qua báo ra thế nào. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng trong nghìn muôn thế giới cho đến quân đồ hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không địa ngục hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân hoặc nơi phần phàm, nơi thời không phần phàm nhân đến bậc thanh văn và vĩnh chi phật vân vân.
cùng sai cá như thế chớ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai cá khỏi đâu. Bà Ma Gia phu nhân lại bành cùng Bồ Tát rằng tôi muốn nghe tội báo, trong mong ngài lòng nghe nhận lấy tôi sẽ lường nói việc đó. Thanh mau bành rằng xin thanh giá nói cho Bồ Tát lựa thuần bây giờ. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa thanh mau rằng danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây, như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đó vào vô gián địa ngục mai đến nghìn muôn ưng kim. Không lúc nào mà ra khỏi đường, như có chúng sanh nào có lòng ngang mà thân phận bị thương chay máu kinh chê ngồi tạm ba chán kinh kinh điển cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ơ kế phong kỳ nào đã khỏi đường. Hoàng có chúng sanh xâm con của thượng trụ phạm tăng ni hoàng thứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền hoàng chia hoàng ai như chúng sanh đó phải đọa vào vô gian địa ngục. Trong nghề mùa ngư kiếp không lúc nào mong ra khỏi đường, như có chúng sanh gia làm thầy sa môn kỳ thơ tâm chẳng phải sa môn làm dùng của thường trụ trai phạm giới luật gàng gấm hàng bành y. Bao nhiêu điều tôi án người như thế phải đoá vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không khi nào mong ra thôi đưa. Hoàng có chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục vân vân của thường trụ cho đến không cho mà lấy mồ và kẻ đó phải đoa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn ngờ kiếp không lúc nào mong ra khỏi đường. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng thanh mau nếu có chúng sanh nào phạm nhưng tội như trên đó thời phải đoa vào địa ngục ngũ vô gián cầu tam ngừng sự đau khổ chừng quán một niệm cũng không được. Bà Ma Gia phu nhân lại bành cùng Địa Tạng Bồ Tát thế nào gọi là vô gián địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát cơ rằng thánh mẫu bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiên Vi lớn có 18 chỗ thứ kế đó 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau, thứ kế lại có 1000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó gia vong ngùng thành hơn tam muốn dâm thành đó thuần bằng xa cao đến muôn muốn dâm lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khăn. Riêng có một sơ ngũ tên là vô gián ngục này châu vi một muôn 8000 dặm tường ngô cao 1000 dặm toàn bằng sang cá lửa cháy hừng hở suốt trên xuống dưới trên tường ngục răng sáng cho sắc phùng lửa đuổi nhau. Chạy bên này sang bên kia trong ngầu có giường rồng khám muôn dâm một người thọ tôi thời tự thấy thân mình nằm đầy trần cả giường đến nghìn muôn người thọ tôi cũng đều tự thấy thân của mình nằm trần cả trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cầm vời như thế lại những người tội chịu đủ sự cố sơ trăm nghìn quy và xoa cùng với loài an quý răng nanh bên nhọn giường gươm cặp mắt trôi sáng như chớm nhoang. Mong tài cơn như đồng móng ruộng bầm chàng lại có quý gia xoa khá cầm chia lớn bằng sắn đâm vào mình người tôi hoặc đâm trúng miệng mũi hoặc đâm trúng bụng lưng rồi
lên trên không lấy chi hứng lấy đề lại trên dương lại có diệu hầu bằng sang bố măng người tội lại có răng xa cắn đầu người tội nơi lòng đó cắm trong thân thề đều lấy đinh dài đông xuống giường kéo lưới ra rồi cài bừa trên đó lôi kéo người tội nước đồng đó vào miệng dây sang ông đó quăng lấy thân người tội một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại do về tôi nghiêm mà cam lấy như thế trải qua ứng kia phong lũng nào mong ra khỏi đưa lũng thế giới này hư hoài thời sanh nhờ qua địa ngục thế giới ca lũng thịt giới càng đó hư hoài thời lại sanh vào cõi khác nữa lúc cõi càng đó hư hoài thời cũng xoay vân sanh vào cõi khác đến khi thế giới này thành xong thời sanh trở về thế giới này nhưng sự tội báo trong ngục vô gián như thế đó lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp căn nên kêu là vô gián năm điều đó là những gì một cõi nhân trong đó để chi chiều có ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng nên gọi là vô gián hai một người tôi thân đầy chất cá ngục nhiều người tôi môi môi thần cũng đều đầy chất cá ngục nên gọi là vô gián ba những khi cô đề hành hình tôi nhân như chia ba gậy diều hầu răng soi cho cõi già cõi sai cưa đục vào mang cháo dầu sôi lười sẵn dây sẵn lừa sẵn ngừa sẵn giá sống niềm đầu nước sẵn nông rưới thân đôi thời ăn hoàng sắc nông khác thời uống nước sắc sôi từ năm tròn kim đến vô số kim nhưng sư cô sở nói nhau luôn không mò dây ngừng ngân nên gọi là vô gián bốn không luân là trai hay gái mượn mang mọi đời già trẻ sang hẹn hoặc là rồng là trời hoặc là thân là quy thề gây tội ác theo đó mà cam lấy ta ca đều đồng chiều khổ nên gọi là vô gián năm nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp mỗi một ngày đêm muôn lần chán muôn lần sống lại muốn cầu tạm ngừng chừng quán một niệm cũng không đặng trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đăng thọ sanh do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián ngài địa tạng bồ tát cứ thánh mẫu rằng nói sơ lương về địa ngục vô gián như thế nếu nói rộng ra thời tên của những khi cô đề hành coi cùng những sự thông khổ trong địa ngục đó giàu nên số mô kia cũng không thể nào nói cho hết đường bà ma gia phu nhân nghe ngài địa tạng bồ tát nói xong không xiên lo đầu mà chắp tay đăng lễ Bồ Tát mà lùi ra kinh Địa Tạng Bồ Tát phong nguyện nghiệp cam của chúng sanh phẩm thứ tư Bồ Tát vâng chỉ lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bành cùng Đức Phật rằng bạn đờ thế tôn con đường sơ hoài thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này khắp trăm nghìn muôn ư thế giới để cứu tất cả chúng sinh bị nghiêm bao. Nếu không nhờ chân đại từ của Đức Như Lai thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được ngày con lại được Như Lai phó chúc từ nay đến khi ngài dần đã thành phần làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đặng đó thoát sinh văn bàn đứa thế tôn xin đứa thế tôn chớ lo bây giờ đứng phần báo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng những chúng sanh mà chưa được giải thoát tánh thức của nó không định
Thế quyền làm dư thời kế thành nghiệm báo dư con quyền làm lành thời khen thành quá ba lành làm lành cùng làm dư tùy theo cánh duyên mà sinh ra lăng mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ân. Mẹ làm chân ăn trai đến kiếp số nhiều như vi trần vi như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước cháy thoáng hoang tam đường ra rồi lại mắng vào lưới vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đoan. Đời trước ông con đã làm nguyện trái qua nhiều kiếm phá thế rộng lớn đời anh ca hàng chúng sanh bị tội khổ thời ta còn lo gì định từ tại vương bành hoi khi đưa quan dạy lời như thế xong. Trong phẩm hồi có vị đại Bồ Tát hiệu là Định Tự Tại vương ra bánh cùng đứng phần rằng bành đứng thế tôn từ nhiều kiếm đến nay ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyên gì mà nay đưa đứa thế tôn ân cần người khen như thế cuối mong đường thế tôn lượng nói cho bây giờ đứng thế tôn bao ngày định từ tại vương bồ tát lóng nghe lóng nghe phải kêu suy xem đó ta sẽ bị ông mà giải bày rõ ràng ông vua nước lân cận vô lượng vô số na do ta bấn khá kia kim về thuở trưởng lúc đó có đứng phần ta đời hiểu là như thiết trí thành tựu như lai ứng cung chánh biên trì minh hành tung thiệt thế thế gian giải vô thường sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư phần thế tôn. Đừng phần đo thọ sáu muôn kiếp khi ngài chưa xuất gia thời ngài làm vua một nương nhỏ kia kênh bàn cùng với vua nước lân cần hai vua đồng thành hành mười hành lành làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc án hai vua cùng nhau bàn tính làm những phương chương đế dân diệu dân chúng ấy một ông phán nguyện tôi nguyện sớm thành phần sẽ độ dân chúng ấy làm cho đều được giải thoát không còn thừa một ông pha nguyện như tôi chăng trước rồi nhưng kẻ tội khổ làm cho đều đắng an vui chứng quả bồ đề thời tôi nguyện chưa chịu thành phần. Đừng quán bao ngài định từ tại vương bồ tát ông vô pha nguyện sớm thành phần đó chính là đức như kiến tri thành tựu như lai còn ông vua phá nguyện đồ chưa hết những chúng sinh tội khôn thời chưa chịu nguyện thành phần đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây bày quan mục cứu mê lại vô lượng vô số kim về thuở trước có đức phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp trong thời mạng pha có một vị là hạng phước đứng cứu độ chúng sanh nhân vì đi tuần tự giáo hóa mọi người. Là hán gặp một người nữ tên là Quang Mông nàng này sanh chứa đồ ăn cúng dường là hán la hán thọ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì Quang Mông thưa rằng ngài thân máu tôi vỡ tôi làm việc phước thiện thế nhờ đó mà cứ vỡ thân máu tôi chẳng rõ thân máu tôi ta sanh vào đường nào là hắn nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sang. Thời thầy ba mẹ của Quang Mông đòa vào chốn địa ngục đấng là khổ sở là hỏi Quang Mông rằng thân mẫu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay phải đòa vào chốn địa ngục đấng khổ sở như thế.
Hoàng Mộng Cơ rằng ngài còn sống thân máu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá tranh phần nhiều là hay ăn cá con và tranh con hoàng chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tình đêm số cá tranh của người đã ăn thời đến hơn nghìn mùa sinh tồn gia thương xó chi dạy phải làm cánh nào để cứu thân mẫu tôi là xó thương bèn dạy phương trước ngài khuyên quán mục rằng người phải đem lòng chỉ thành mà niệm đức thanh tịnh liên hoa một Như Lai và vế đam hình thương đứng phần thời kẻ còn cùng người mân đều đưa phước lợi quan mùng nghe xong liền xuất tiền quan. Hòa thượng Phật Ma Tha cung nàng lại đem lòng cung kính công thang chim ngưỡng đánh lệ thượng Phật đem đó nàng chim bao thấy thân của đứng phần sân vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Được hòa phong ánh sáng mà bao quán mong rằng chẳng bao lâu đây thân mẫu người sẽ thắng sân vào trong nhà của người khi vừa biết nói lắm thời liền biết nói. Sau đó đưa tới gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biến nói trẻ đó buồn khóc mà nói với quan mùng rằng nghiệp duyên trong vòng sanh tớ phải tự lãnh lấy quả báo tôi là mẹ của ngươi. Lâu nay ở chốn tôi tâm từ khi bên bìa người tôi phải đoá vào đại địa ngục nhờ phước lực của người nên nay được họ sanh làm kẻ hà tiên lại thêm số mạng ngắn ngủi năm 13 tuổi đây sẽ đoá vào địa ngục nương. Người có phương thế gì làm cho tôi được qua khỏi nỗi khổ xa nghe đứa trẻ nói quan mùng bia chẳng là mẹ mình nàng nghẹn ngào không lóc mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi thời phải từ biết tôi của mình đã gây tạo hành nghiêm chi mà bị đọa vào địa ngục như thế đứa trẻ đang rằng cho hai nghiệm diệt hài vật để che bài mắng nhiên mà tỏ bao thôn. Nếu không nhờ phương đưa của người cứu nạn cho tôi thời cứ theo tôi nghiệm đó vẫn còn chưa được qua phố quan mong hỏi rằng những việc tôi báo trong địa ngục ra làm sao. Đưa trẻ đám rắn những việc tôi có nói ra càng bắn những giờ đến trăm nghìn năm cũng không thuần hơn được quan một nghe xong than không rơi lệ mà bánh cùng giữa hư không rằng nguyện cho thân máu tôi thôi hằng địa ngục khi mãn 13 tuổi không còn rõ trong tôi cũng không còn đọa vào an đạo nữa xin chư Phật trong 10 phương thương xó chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phán nguyện rộng lớn như vậy. Như thân máu tôi khỏi hắn chôn tam đồ bà an hà tiên cùng thân gái cùng kiếp không còn thò những qua bao sau đó nữa tôi đối trước tượng của đức thanh tịnh liền hoa mục Như Lai mà phá lời nguyện rằng từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ứng kim. Trong nhân thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tôi có nơi địa ngục cùng ba án đạo tôi nguyện từ và chúng sanh đó làm cho tất cả đều qua khỏi chốn ngán đạo. Địa ngục sống sanh và ngã quỷ vân vân những kẻ ma phải tội bao như thế thành phần cả rồi vậy sao tôi mới thành bờ chánh giác quan một phán nguyện đó xong. Liền nghe tiếng của đứa và thanh tịnh liếm hoa mộng như lá dây rằng này quan mục nhà ngươi đừng có lòng tự mẫn vì mẹ mà phán ra lời thề nguyên rộng lớn như thế thật là hay lắm.